Xin chào mọi người đến với Song Thi Family Cuộc Sống Mỹ ở Florida. Hôm nay thì mình đập hộp một cái hộp này nữa được miễn phí nè mọi người. Cái này hình như là cái hộp để cái này để cái đèn để đuổi muỗi đó. Nhưng mà nhà mình thì thật sự là không có một con muỗi nào hết. Do đó là hôm nay thì mình đập hộp. Cái hộp này hình như là cũng có thể là cái hộp thứ 7, thứ 8 gì đó. Mọi người nếu mà ở Mỹ á, thì có thể download cái app này về để mọi người review sản phẩm. Rồi lâu lâu thì người ta sẽ gửi cho mình một cái đường link đó để mình làm, mình review cái service của họ. Rồi họ sẽ gửi sản phẩm miễn phí. Đó, cái app tên như này nha mọi người nha. Nói chung là cái tháng này thì mình được tới hai hộp miễn phí. Ngày hôm qua thì được một cái hộp nước hoa 50ml. Bữa nay thì được cái hộp này. Rồi khi nào mình làm xong thì mình review, mình chụp hình, mình quay phim gì đó tùy mình. Xong rồi mình post cái sản phẩm này lên cái app đó. Mình thích hay không thích thì mình cứ nói thẳng là không có vấn đề gì hết. Hôm nay thì mình đập cái hộp này nhìn cười thôi chứ cũng không biết sử dụng như thế nào, tại vì nhà mình đâu có muỗi đâu mà sử dụng cái sản phẩm này.